hàng à? Đâu rồi, con hàng đâu rồi? Đưa mấy đứa nhỏ ra đây nào, để Tết ông bà. Rồi ông bà còn lì xì cho mấy đứa chứ. Ra đây đi con, trễ rồi. Nào, các con chúc Tết ông bà đi. Nào, cháu nội cháu ngoại đâu hết rồi, ra đây. Rồi, các con chúc Tết ông bà như thế nào nào? Rồi năm mới thì ông bà chúc Tết con quý vị và ông bà chúc Tết cho các con học giỏi, mạnh khỏe và thật là ngoan nhé. Rồi bây giờ thì ông bà nội, ông bà ngoại thì chỉ cho các con nè, rồi để các con theo bố mẹ đi chơi nhé. Rồi ông thì chỉ cho các con nhé. Đây bầu trời rộng lớn